Hậu nghi vấn Trấn Thành cắt tóc cùng Harry Won đi du lịch. MC Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có lịch trình dày đặc. Bên cạnh đó, anh cũng là ngôi sao hiếm hoi, cân bằng được cuộc sống cả công việc và chuyện đời tư. Dù bận rộn liên tục với các dự án phim, làm MC cho các show truyền hình. Ngay từ khi dịch bệnh vừa ổn định, nhưng nam MC vẫn có thể thu xếp thời gian cùng Harry Won có chuyến du lịch đầu tiên sau đợt giãn cách. Mới đây, MC Trấn Thành và Harry Won đồng loạt chia sẻ những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây nhất của cả hai tại Đà Lạt. Đây là chuyến du lịch ngắn ngày của hai vợ chồng, giải tỏa những bức bối phiền muộn sau chuỗi ngày giãn cách kéo dài, cuộc sống thăng hoa. Công việc căng thẳng cũng như những ồn ào không đáng có về chuyện kêu gọi tiền từ thiện ủng hộ miền Trung vượt qua thiên tai lũ lụt trong tháng 10 năm 2020 và nghi vấn đường ai nấy đi. Khán giả luôn được nhìn thấy cuộc sống của MC Quốc Dân và bà xã thoải mái sung sướng. Trấn Thành luôn chia sẻ đời sống thường ngày lên các trang mạng xã hội. Nếu không đi chơi được thì mình đi ăn, tụ họp cùng bạn bè. Trong lần này có thể thấy hai vợ chồng Harry Won rất phấn khích khi có những giây phút thư giãn quãng thời gian làm việc mệt mỏi và áp lực dư luận. Gần 5 năm về chung một nhà, tình cảm của Trấn Thành và Harry Won vẫn mặn nồng như ngày mới yêu. Họ được xem là cặp đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Dù đi du lịch hay công tác, hai nghệ sĩ vẫn luôn tranh thủ chụp ảnh cùng nhau, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa bên nhau, thường xuyên khoe loạt ảnh tình cảm của mình, làm nhiều người ghen tị. Những lần check-in đều ngọt ngào đến độ sâu răng. Trong bất kỳ khung ảnh nào, Harry Won và Trấn Thành đều dính nhau như Sam và nắm tay, ôm nhau rất tình tứ, ngọt ngào. Những hình ảnh này luôn gây sốt mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Trấn Thành và Harry Won chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2016 và luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù luôn thể hiện sự hạnh phúc viên mãn hôn nhân, nhưng thế hai người gặp nhau không ít ồn ào. Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn nam MC đơn phương ly hôn bà xã. Đi kèm và thông báo tin này, lá đơn được là cho Trấn Thành gửi lan truyền khắp các diễn đàn. Thực tế, đây là tin đồn thiếu căn cứ. Cặp đôi không phản biện, chỉ cần chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc để phủ nhận tin đồn này. MC Trấn Thành từng khen vợ: với một người phức tạp như tôi, nói thẳng luôn là rất mau chán. Sống cùng tôi 5 năm thì Harry Won tuyệt vời như thế nào? Không phải tôi nâng vợ mình quá, nhưng thực sự Harry Won là một cô gái rất thông minh và biết điều. Trải qua sóng gió ồn ào của dư luận, môi trường showbiz đầy thị phi, Harry Won và Trấn Thành chia sẻ niềm tự hào về hôn nhân. Hai nghệ sĩ chứng minh cho đông đảo khán giả thấy họ đúng là một nửa của nhau. Điều này khiến người hâm mộ an tâm về mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành.